thiết bị đo, một là chúng ta sẽ sử dụng một sản phẩm gọi là la kinh hay còn gọi là la bàn, đúng không ạ? Đây là cái la kinh hay đây là cái la bàn? Đây là cái la kinh hay đây là cái la bàn? Cái la bàn này là cái thiết bị đo của thầy phong thủy được sử dụng để mà đo phương hướng. Người ta gọi là la bàn bởi vì là bao la vạn vật hay là kinh thiên động địa đều nằm trên cái thiết bị này, đúng không ạ? Gọi là la kinh. Còn cái la bàn là chỉ một cái kim ở giữa thôi. Thì trên cái la bàn này thì có cái kim ở giữa, người ta gọi cái này là thiên trì. Thiên trì thì chứa một cái kim, và cái kim này luôn quay về hướng nam, người ta gọi là kim chỉ nam. Sau đó người ta có một cái đường, hai cái dây màu đỏ, người ta gọi là đường thiên tâm thập đạo, để sử dụng để xác định phương hướng. Nó chỉ vào cái khớp nào trên la bàn ấy, và mặt này là mặt la bàn. Người ta gọi cái mặt này là cái xoay bên trong này, người ta gọi đây là nội bàn. Cái bên phần gọi là ngoại bàn là cái nằm ở bên ngoài. Thế nên ra là chúng ta khi mà sử dụng cái phần này là nội bàn và phần này gọi là ngoại bàn. Và ở điểm chỗ của ngoại bàn này chúng ta có một cái này để chúng ta lấy cái mực thăng bằng. Khi mà đo la bàn chúng ta sẽ để cái la bàn trên rốn, đúng không ạ? Nhớ là cái thiết bị bên dưới sử dụng cái thắt lưng ra bằng titan hay bằng gì đỡ bị nhiễm tử, đúng không ạ? Hoặc là nếu không mà lúc mà đo mà thấy được nhiễm quá thì bỏ ra. Chỉ mỗi cái thắt lưng ra là hay bị dính trưởng thôi, còn đồng hồ thì không bao giờ bị dính, đúng không ạ? Thì khi mà đo thì chúng ta sẽ để phần trước ngực, đúng không ạ? Thông thường tôi đo tôi hay quay cái mặt la bàn về phía đối tượng cần đo, tôi lấy cái mép đằng trước cái đường thiên tâm thập đạo theo chiều dọc, tôi để thẳng với cả cái hướng trục cần đo. Tôi lấy cái đường thiên tâm thập đạo ngang, tôi để vào cái chiều song song, hoặc lấy cạnh của la bàn song song. Khi đo tôi sẽ đứng cái la bàn, tôi sẽ đứng đằng trước, đúng không ạ? Và tôi sẽ đứng để tôi đo, và khi đó tôi sẽ xoay cái mặt la bàn. Tôi xoay cái mặt la bàn để sao cho cái vạch đỏ trên la bàn nó trùng với cả cái kim, cái chân kim nó trùng với cả chân vạch. Thì lúc này thì cái trên cái khớp này nó để bao nhiêu độ số thì cái hướng mà bạn của cái la bàn này đang quay về là bấy nhiêu độ, đúng không ạ? Khi chị đứng đo một đối tượng cần đo, ví dụ đây là cái nhà chẳng hạn, chúng ta quay lại như thế này chúng ta đo chẳng hạn, thì nhiều khi chúng ta đứng nó bị lệch mà không biết được, cho nên thông thường đo thì nên quay lại. Còn tóm lại, còn anh họ chị hỏi đứng như nào thì muốn đứng như nào thì đứng, làm sao để cho cái la bàn nó thẳng, làm sao để đo được. Và nhớ rằng khi đo la bàn thì chúng ta cách bất kỳ sử dụng thiết bị đo nào thì chúng ta cũng phải sử dụng cách đối tượng cần đo ra từ 1 đến 3 mét, và từ 1 cho đến 3 mét, từ 2 cho đến 3 mét, và tránh những cái thiết bị như là xe máy, xe đạp, ô tô, sắt, cửa sắt, đó là những cái nhiễm từ.